Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Game Infinity. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi một cái tựa game NFT rất là hay ở trên Ronin. Và điểm thú vị ở đây là mình hướng dẫn cho các bạn chơi để mà chúng ta kiếm tiền và chúng ta không cần bỏ vốn để nạp cái gì nhiều cả ha. Tất nhiên thì những cái tựa game NFT nó sẽ có những cái lựa chọn cho các bạn đầu tư vào. Nhưng mà ở đây thì mình hướng dẫn dành cho những cái bạn ít vốn, các bạn vẫn có thể chơi và kiếm được tiền ở giai đoạn đầu luôn. Thì cái con game mình đang nói tới đây nó có tên là Epiron. Trước đây thì mình đã có từng giới thiệu cho các bạn rồi, nhưng mà do trước đây nó chỉ là ở phiên bản test thôi, cho nên là chúng ta vẫn chưa có thể là earn được những cái token trong game của nó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có thể kiếm được rồi ha. Thì cái token trong game chính của nó là cái đồng đây ha, cái đồng Epiron này, hay mọi người đọc là cái đồng APRS đó. Thì cái đồng này hiện tại là có giá là khoảng ngay để mình làm video này á, là 0.6 đô cho một đồng. Và cái đồng APRS này nó được listing ở trên sàn Bybit, và trên sàn Bybit họ có một cái event dành cho những người chơi mới. Các bạn có thể là kiếm được tới 240 cái đồng token APRS này ha. Thì 240 nhân với giá hiện tại là khoảng đâu đó là, mình sẽ nhanh cho các bạn xem ha, là sẽ khoảng đâu đó là 140 mấy đô. Tức là các bạn chỉ cần chơi thôi và các bạn làm một số những cái thao tác cơ bản thì các bạn có thể là kiếm được 140 mấy đô rồi. Thì ở đây là cái phần hướng dẫn để mà các bạn tham gia event và các bạn nhận được 240 cái đồng token IBS này. Đầu tiên là các bạn sẽ phải follow những cái tài khoản ở trên X của Bybit và Epiron. Và thứ hai thì các bạn sẽ retweet lại cái một cái post như này ha. Các bạn phải respond lại cái này. Cái này khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấn vào đây rồi sau đó các bạn respond lại. Và thứ ba là các bạn cần phải đạt cái thứ hạng là vàng 4 ở trong cái game. Thì khi mà các bạn đạt thứ hạng vàng 4 á, các bạn sẽ screenshot, tức là các bạn chụp cái màn hình lại, nó sẽ có cái hình như thế này ha. Đây nó sẽ có cái hình như thế này, nhưng mà các bạn chụp nó lại thì cái tên của bạn nó sẽ khác so với cái hình ở đây ha. Rồi. Và thứ kế tiếp đó chính là các bạn cần phải có một cái tài khoản Bybit để mà các bạn tham gia event này. Thì tài khoản chắc chắn là các bạn cần phải KYC cấp 1 xong rồi. Và cái tiếp theo đó chính là các bạn cần phải deposit ít nhất là 100 USDC và các bạn trade cái đồng IBRS này. Thì các bạn chỉ cần nạp vào đó khoảng 100 đô rồi các bạn mua và bán cái đồng IBRS này ha. Tiếp tục thì các bạn sẽ cần phải điền vào cái form này. Thì ở đây các bạn cần phải đăng nhập vào cái tài khoản của sàn Bybit trước ha. Ở đây là mình chưa đăng nhập nè. Rồi ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điền. Thì nó sẽ có hai cái trường để các bạn điền vào. Đầu tiên là các bạn sẽ điền cái URL, tức là cái đường link mà các bạn đã respond là cái bài viết này ha. Và thứ hai các bạn cần phải nhập vào cái địa chỉ email mà các bạn đã chơi ở trong cái con game Viren. Sau đó các bạn nhấn vào cái phần submit ở đây là được. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho bạn cách thức để mà chúng ta tải game và chúng ta chơi ở trong cái trò Apiron này. Thì ở trên blog của Gamefinity mình đã có một cái bài hướng dẫn cho bạn cách chơi cũng như cách tải ha. Các bạn sẽ kéo xuống phần này. Cái link của bài viết này mình sẽ để bên dưới phần mô tả video. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống cái phần là hướng dẫn tải game. Thì có 3 bước. Đầu tiên là các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản Epic Games. Thì cái này rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấn vào Epic Game nè, rồi các bạn dùng cái mail của bạn, các bạn đăng nhập vào là được. Rồi cái thứ hai là các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản tại cái game Epiron này. Thì ở đây các bạn chỉ cần nhấn vào đây ha, đây là cái link website của dự án, rồi các bạn chọn vào đây. Rồi tại đây thì các bạn sẽ nên đăng ký bằng email ha. Các bạn nên đăng ký bằng email để mà khi mà chúng ta nhập vào cái form này, chúng ta sẽ nhập vào email cho nó dễ luôn. Một số bạn đăng ký bằng cái Ronin Wallet thì cái này cũng được thôi, nhưng mà mình khuyến nghị là mọi người nên đăng ký bằng email. Rồi thì ở đây là mình đã tải cái Epic Game Store về rồi. Thì khi mà các bạn tải về rồi, các bạn sẽ nhập vào cái game Epiron đây ha. Đây các bạn nhấn vào đây, sau đó các bạn nhấn tải về. Ở đây là mình đã tải rồi ha. Rồi mình sẽ nhấn để mà chúng ta mở cái game này lên nè. Rồi khi mà các bạn đã vào được cái giao diện như này rồi thì các bạn có thể là vào cái phần option.
Đối với ai mà các bạn muốn chỉnh ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn có thể chỉnh vào cái phần này ha. Các bạn sẽ chọn vào cái phần language nè. Sau đó các bạn kéo qua khi nào mà nó ra tiếng Việt thì thôi. Ok, đây là cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta ha. Và chúng ta sẽ nhấn vào cái phần là xác nhận dưới đây. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ nhấn vào phần đăng nhập nè. Sau đó chúng ta sẽ nhập cái email cũng như là password của chúng ta vào đây. Rồi các bạn sẽ nhấn vào cái nút đăng nhập này để mà truy cập vào game. Ở đây là một cái gọi là cái đoạn video mở đầu game á, thì cái này mình sẽ skip ha. Rồi, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào chơi thì chúng ta cần phải trải qua một cái phần hướng dẫn cơ bản như thế này. Thì lúc này các bạn sẽ dùng con chuột để mà di chuyển cái này ha, dùng con chuột để mà trả lời những cái đối thoại này, và các bạn sẽ dùng những cái phím như là A, D, cái thứ W để mà các bạn di chuyển lên xuống. Rồi mình sẽ di chuyển theo cái đường line này ha. Ok, ở đây thì các bạn sẽ chọn cái dòng phía trên giúp mình. Rồi ở đây thì các bạn chạy tới một trong bốn cái con này, những cái con thế thần ha. Sau đó các bạn sẽ nhấn cái nút F để mà chúng ta tiếp tục ha. Đây, ở đây nó có một cái phần hướng dẫn cho các bạn di chuyển nè. Các bạn sẽ sử dụng những cái phím như thế này để mà các bạn di chuyển ha. Rồi tới các bạn di chuyển tới đây, sau đó nó sẽ yêu cầu các bạn là nhấn cái nút F để mà chúng ta tiếp tục. Rồi ở đây là những cái skill của cái con thế thần này, thì các bạn đang chọn con thế thần hệ lửa cho nên là các bạn sẽ thấy là những cái skill này nó thiên về hệ lửa ha. Thì bây giờ là cái hướng dẫn cơ bản này nó yêu cầu chúng ta là phải dùng những cái skill này để mà tiêu diệt những cái con lính này ha. Rồi ở đây thì mình sẽ kéo đại một cái đi. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tới cái cổng này. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn là các bạn muốn hồi sinh một cái con đệ tử nào thì chúng ta sẽ chọn đại con nào cũng được ha. Rồi tới cái lúc này thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút skip này để mà chúng ta bỏ qua luôn. Hãy
Ok, thì đây là cái giao diện ở trong cái game mà các bạn sẽ chơi, và chúng ta vừa hoàn thành xong những cái hướng dẫn cơ bản rồi thì bây giờ là chúng ta mới có thể là vào chơi và điều chỉnh những cái nhân vật trong game ha. Rồi thì khi mà các bạn vào, các bạn thấy là bạn sẽ tồn tại với dạng một cái linh hồn nhỏ nhỏ như này, và các bạn sẽ di chuyển xuống đây ha. Đây các bạn sẽ xuống cái cổ máy này. Đó, các bạn thấy có một cái phần là VVV thì chúng ta sẽ tới đây và nhấn cái nút F. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với lại cái giao diện này trong game ha. Thì ở đây các bạn là có thể là thấy được là mình đang là người chơi miễn phí ha, tức là mình cái tài khoản này mình không có nạp tiền để mua NFT nào cả, cho nên là các bạn thấy là nó gắn mình một cái tag là người chơi miễn phí. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ thấy là trong cái giao diện này chúng ta có một cái thứ hạng, cái rank là cái hiện tại của mình đó là Iron, tức là đang là sắc 4 hay tức là thấp nhất. Thì chúng ta muốn đánh lên vàng chúng ta phải trải qua là lên tới đồng nè, bạc rồi mới tới vàng ha. Rồi ở đây là những cái phần tùy chỉnh nè, nếu như các bạn có thể chỉnh đồ họa cho nó thấp xuống phù hợp với lại cái máy của bạn thì các bạn sẽ vào cái phần đồ họa này, các bạn chỉnh cho nó thấp xuống ha. Rồi âm thanh thì chúng ta có thể là giảm hoặc là tăng tùy theo cái máy của các bạn. Rồi điều khiển thì các bạn có thể thay đổi, nhưng mà mình thấy là tạm thời mấy cái này ok hết rồi cho nên là không cần phải thay đổi gì cả ha. Rồi chúng ta sẽ đến một cái phần rất là quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ làm quen với lại cái kỹ năng này, và mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái kỹ năng này nâng làm sao cho nó phù hợp với lại người mới ha. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta vào chúng ta chơi á thì chúng ta đang sở hữu một cái thế thần miễn phí, một cái con avatar miễn phí ha. Còn đối với những cái người chơi mà họ đầu tư nhiều á, họ sẽ mua những con thế thần khác, nó sẽ mắc hơn, nó là dạng NFT. Còn trong màn hình của mình thì đây là con thế thần miễn phí, cho nên là các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có 5 cái loại thế thần để mà các bạn chơi ha. Như là cái đầu tiên á thì nó sẽ chia làm cái kỹ năng làm 4 nguyên tố và nó phân bổ đều cho nhau. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có đất nè, nước, lửa và gió. Nó sẽ chia ra mỗi một cái nguyên tố là 25 điểm nâng. Còn đối với những cái như đây, ví dụ như là đất nè, thì các bạn thấy là cái điểm đất á, cái điểm phân bổ cho nguyên tố đất nó sẽ cao hơn. Rồi ở đây là water, tức là nước thì nó sẽ phân bổ cho nước nhiều hơn ha. Còn fire thì nó sẽ phân bổ cho lửa nhiều hơn. Thì mỗi một con nó thiên về một cái nguyên tố nào đó nhiều hơn, thì các bạn sẽ dùng những kỹ năng trong cái bộ nguyên tố của nó để mà các bạn gây sát thương là chủ yếu. Còn đối với những cái con thế thần mà những cái người chơi khác họ mua bằng dạng NFT á, thì có con nó sẽ có một nguyên tố hoặc là hai ba nguyên tố gì đó, thì càng ít nguyên tố thì cái kỹ năng các bạn có thể cộng được nó sẽ cao hơn và tốt hơn ha. Rồi ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nâng theo cái kiểu là chúng ta sẽ chơi theo cái hệ water, tức là nước ha. Thì ở đây các bạn đang xem trên màn hình của mình đó, là mình chỉnh tiếng Việt để mà các bạn có thể là đọc hiểu được những cái skill này luôn. Còn đối với ai mà các bạn rành tiếng Anh rồi, các bạn có thể là chỉnh lại cái ngôn ngữ tiếng Anh để mà các bạn có thể là nâng skill cho nó ok hơn ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái nguyên tố đất đi ha. Chúng ta sẽ có 15 điểm cho nguyên tố đất, thì ở đây các bạn sẽ nâng những cái skill này, và chúng ta sẽ có hai loại skill ha. Một là cái bị động, tức là những cái ô vuông vuông nhỏ nhỏ màu tròn tròn như này, nó sẽ là những cái bị động. Và thứ hai đó chính là những cái kỹ năng chủ động, tức là những kỹ năng mà chúng ta có thể dùng để mà gây sát thương trực tiếp ở trong cái game luôn. Chúng ta sẽ dùng những skill đó mà để mà tấn công đối thủ đúng không? Thì đó là những cái skill chủ động. Thì những cái skill chủ động đó, nó sẽ là những cái skill lớn như này nè. Các bạn thấy là nó có một cái khung hình chữ nhật lớn như này ha. Rồi thì đối với hệ đất thì chúng ta sẽ nâng cái điểm này, và các bạn có thể thấy được là khi mà chúng ta nâng cái kỹ năng này nó sẽ giảm cho cái thế thần của chúng ta sát thương khi mà nhận từ cái sát thương của đối thủ vào ha. Đây các bạn nâng max cái điểm này là 5 trên 5 luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ nâng ở đây nữa ha. Thì cái này nâng á, các bạn thấy là khi mà mới bắt đầu vào game thì những cái con sứ đồ của bạn, những cái con đệ tử xung quanh của bạn á, nó sẽ nhận được một cái lá trắng ha. Rồi một điểm còn lại thì các bạn nâng vào bên đây thì con thế thần của bạn ấy, nó sẽ nhận thêm được là cái giá trị hiệu ứng lá chắn từ những cái nguồn mà trong cái game này nó buff cho cái con thế thần của bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nâng tới cái nguyên tố nước ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nhận
1% cái tốc độ hồi mana thì các bạn nâng max cái này giúp mình hơn. Rồi thì khi mà các bạn chơi những cái con thế thần theo cái hệ nước đó, thì cái kỹ năng này nó sẽ là kỹ năng gây sát thương chính luôn, cho nên là mình sẽ nâng khoảng chừng là mình sẽ nâng 5 điểm ha. Rồi những cái ô mà tròn tròn như thế này thì các bạn cũng phải nâng lên ha. Thì các bạn có thể đọc ở đây là khi mà những cái con đệ tử chúng ta, những con sứ đồ đó, nó trúng phải cái tia nước mà chúng ta bắn ra thì nó sẽ nhận được 10% cái lá chắn trong vòng 6 giây. Và cái này thì các bạn có thể đọc tiếp nè, ví dụ như cái này là khi mà các bạn bắn trúng cái con avatar của địch thì cái kỹ năng này nó sẽ được xuất hiện trên bộ bài của bạn và nó được giảm thêm một cái mana khi mà chúng ta sử dụng lần kế tiếp ha. Rồi chúng ta còn khoảng chừng 6 điểm thì các bạn nâng vào cái này ha. Đó, các bạn cứ có thể là nâng tham khảo theo mình, hoặc là các bạn có thể là sáng tạo ra một cái lối chơi, một cái cách nâng điểm kỹ năng khác cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng qua tới lửa nè. Thì cái kỹ năng lửa này là nó sẽ giúp chúng ta gây sát thương diện rộng, và chúng ta sẽ thường dùng để mà gây sát thương đối với những cái con sứ đồ của đối thủ ha. Rồi tới tiếp theo là hệ gió, thì các bạn nâng cái này tại vì cái này nó rất là quan trọng, nó giúp cho bạn có nhiều tốc độ di chuyển hơn thì các bạn có thể là né skill nó ok hơn. Rồi thì như vậy là mình đã nâng thành công cái bộ kỹ năng này rồi. Thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn đó, nó không phải là những cái gì chuẩn mực quá đâu, các bạn hoàn toàn có thể là sáng tạo ra một cái lối chơi mới. Thì nếu như các bạn ban đầu mà các bạn chưa có rành về game thì các bạn có thể là dùng những cái hướng dẫn cơ bản này của mình để mà các bạn làm quen dần ha. Rồi thì sau khi mà các bạn chỉnh xong rồi, các bạn sẽ vào cái phần là khe kỹ năng. Ở đây thì chúng ta sẽ được quyền đem ba cái kỹ năng chủ động vào trong game. Và các bạn lưu ý ha, kỹ năng nào các bạn để đầu tiên á thì nó sẽ xuất hiện đầu tiên, còn hai cái còn lại thì có thể là nó xuất hiện ngẫu nhiên phía sau. Thì khi bắt đầu vào game, các bạn muốn gây sát thương diện rộng để mà bào máu của những con sứ đồ đối thủ á, thì các bạn nên để cái kỹ năng lửa đầu tiên ha, và hai cái còn lại chúng ta để đằng sau. Rồi thì sau khi mà chúng ta nâng những kỹ năng rồi thì tiếp theo chúng ta phải chú ý quan trọng tới những cái con sứ đồ của chúng ta. Những con này nó rất là quan trọng luôn, và nó sẽ giúp cho các bạn giành được chiến thắng rất là dễ nếu như các bạn tìm ra những cái con có cái chỉ số tốt. Thì mỗi một ngày á, các bạn sẽ được quyền roll một lần miễn phí để mà tìm ra những cái con sứ đồ này. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là các tông đồ đây nè. Đó, mỗi một ngày nó sẽ cho các bạn roll miễn phí ha. Và các bạn để một điều là những cái con này nó có một cái chỉ số như thế này. Ví dụ như con Warrior, con chiến binh của mình nó có chỉ số là 38. Thì các bạn lưu ý là những con nào có chỉ số càng cao thì nó sẽ càng tốt ha. Những cái con chỉ số ba mấy thì nó khá là yếu, cho nên là chúng ta sẽ nên roll ra những cái con khác. Và một đội hình của chúng ta nên có ít nhất là một con Guardian hoặc là một con Warrior để mà nó tăng cho chúng ta. Đó, còn lại thì các bạn có thể dùng những con như là thuật sĩ, con Priest này nè, để mà nó buff máu hoặc là các thứ cho các bạn. Rồi ở đây do là mình mới tạo tài khoản này cho nên là mình thấy những con này nó chưa có ok, mình muốn roll tiếp ha. Con nào có chỉ số cao rồi thì mình có thể là giữ lại, ví dụ như con này đi. Hôm nay thì mình tạm thời giữ lại một con. Rồi mình sẽ roll những con này hết ha. Con nào các bạn giữ lại thì các bạn nhấn vào cái nút ổ khóa này, các bạn khóa nó lại để mà nó không có roll. Rồi như vậy là mình vừa roll ra được thêm vài con nữa ha. Do là mình mới tạo thôi cho nên là mình cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu, cho nên là mình sẽ chọn dùng tạm một số con mà mình thấy ok nhất có thể. Đây như con này nó sẽ mình có một con Warrior với là một con giáo sĩ thuật sĩ ha. Rồi, như là đội hình của mình tạm thời là chỉ có một con Warrior tương đối ok thôi. Còn lại mấy con khác là mình dùng tạm. Có thể là qua ngày mai thì mình sẽ roll để mà tìm những cái con mới nó ok hơn. Rồi thì bây giờ chúng ta đã có thể là bắt đầu vào trong game rồi.
Thì các bạn có thể là nhấn vào cái nút này để mà chúng ta tìm kiếm một cái trận đấu ha. Ok, thì đây là cái giao diện để mà chúng ta đã tìm thấy trận đấu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chơi và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi từ từ. Thì trong một trận chúng ta sẽ đánh 3 round, thì nếu như ai thắng được 2 round trước thì các bạn sẽ giành được cái điểm chiến thắng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được quyền đem vào 4 cái con sứ đồ chúng ta để vào trong game. Ok, thì mình sẽ đem tạm thời là những con này ha. Ở đây thì các bạn có thể đọc những cái skill của những con sứ đồ của chúng ta. Rồi mình dùng những skill này để mà cấu máu của những con sứ đồ bên kia ha. Trận này thì hình như là đối thủ mình đã thoát khỏi game rồi ha, cho nên là nó diễn ra nhanh hơn, thì có thể là trận này mình sẽ giành chiến thắng nó dễ dàng hơn một chút. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục kèm round thứ hai. Sau khi mà các bạn thắng xong, các bạn sẽ thấy được là các bạn sẽ có những cái ngôi sao trên đây. Thì những cái ngôi sao này nó sẽ giúp cho các bạn lên những cái thứ hạng cao hơn ha. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái phần nữa, đó chính là cái phần win streak, tức là những cái chuỗi chiến thắng. Khi mà các bạn thắng 3 trận liên tiếp thì các bạn sẽ được kích hoạt cái này. Và tới cái trận thứ tư khi mà các bạn thắng nữa thì mỗi một trận các bạn đánh đó, nó sẽ tặng cho các bạn luôn tới 2 sao, tức là gấp đôi cái số sao mà các bạn có thể nhận được khi mà các bạn chơi thắng một trận ha. Thì cái điều này nó giúp cho các bạn lên cái thứ hạng nó nhanh hơn. Và thông thường nếu như các bạn đánh win streak, tức là cái chuỗi thắng của bạn liên tục lên tới khoảng 10 trận thì các bạn có thể lên rank vàng rất là nhanh. Đó. Rồi ở đây thì các bạn có thể là xem lại những cái kỹ năng của những cái con sứ đồ của các bạn ha. Đây các bạn có thể thấy là một số bạn, các bạn là người mới thì các bạn nên xem kỹ về cái phần này. Ví dụ như là mình sẽ xem cái con warrior của mình nó sẽ có những cái kỹ năng như thế nào. Ví dụ như là mình sẽ rơi con chuột vào cái thằng con warrior này của mình ha. Con này có cái chỉ số là 75 và nó sẽ có ba kỹ năng chính. Một là kiểu như là
Cái này gọi là khiêu khích nha, khiêu khích tất cả những cái mục tiêu trong vòng 1,5 giây và nhận được một cái lá chắn bằng 6,5% máu tối đa trong vòng 5 giây. Và kỹ năng thứ hai đó chính là làm chậm và gây 25% sát thương phép mỗi 4 giây. Và cái thứ ba đó chính là cái việc là nó sẽ ném một cái rìu gây 5% sát thương ha, và sẽ làm chậm kẻ địch 30% trong 3 giây. Rồi tới những cái con, ví dụ như là cái con Priest này của mình, thì các bạn thấy là nó sẽ có những cái kỹ năng như là nó buff cho những cái đồng minh của mình tăng cái tốc độ đánh lên 50% trong vòng 6 giây ha, và thêm những cái sát thương phép của những cái con thế thần nữa. Rồi và nó có một cái kỹ năng là hồi máu, các bạn thấy ha, kỹ năng thứ ba thì kỹ năng này sẽ tốn 4 mana thì nó sẽ giúp cho những cái đồng minh của chúng ta là giảm 50% sát thương nhận vào và hồi tới rất nhiều máu, ở đây nó ghi là 180% ha. Rồi tiếp theo là cái con Hunter này của mình, đây thì các bạn thấy ha, nó sẽ có ba kỹ năng chính luôn. Thì kỹ năng đầu tiên á, là bắn một loạt những cái mũi tên gây 50% sát thương và làm chậm những kẻ địch khi mà trúng những cái kỹ năng này của nó ha. Và cái kỹ năng thứ hai, đây là kỹ năng rất là quan trọng đối với những cái bạn mà các bạn đua top và các bạn dùng cái con Hunter các bạn chơi á, thì lúc nào nó cũng có cái kỹ năng thứ hai này. Đây là kỹ năng mà gây sát thương vào những cái con thế thần của đối thủ rất là mạnh, nó sẽ bắn một cái mũi tên gây 350% sát thương ha. Rồi cái phần bomb trap này thì cái này nó cũng mình cũng rất ít khi sử dụng kỹ năng này, nó chủ yếu là cái kỹ năng thứ hai thôi. Rồi tiếp theo là những cái con như là Guardian, thì những con Guardian này nó sẽ thường là những kỹ năng nó sẽ tăng giáp và nó chịu sát thương nhiều hơn. Ví dụ như các bạn thấy là kỹ năng đầu tiên của nó là sẽ giúp cho chúng ta tạo lá chắn cho đồng minh với 9% máu tối đa của mục tiêu trong vòng 5 giây ha. Và kỹ năng thứ hai đó chính là nó sẽ lao đến một cái vị trí nào đó, rồi nó sẽ khiêu khích, rồi sau đó nó sẽ bước vào một cái trạng thái là nó tăng tăng giáp ha. Rồi thì các bạn có thể đọc thêm những cái kỹ năng của những cái con sứ đồ mà các bạn chơi và các bạn set nó vào một cái đội hình cho nó tốt hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đánh cái tài khoản này lên tới bàn 4 luôn ha. Ok, thì sau khoảng 2 tiếng thì mình đã đánh được cái tài khoản này lên tới cái rank vàng 4 rồi ha. Và lúc này thì các bạn đã có thể là screenshot cái màn hình này lại, tức là các bạn chụp lại cái màn hình này và các bạn tham gia cái event của cái game này ở trên sàn Bybit. Và hiện tại là con game này nó vẫn chưa có ra mắt cái phiên bản chơi chính thức, cũng như là chúng ta vẫn chưa có đụng chạm nhiều vào các phần mua hoặc là đầu tư vào NFT. Ở trong video này thì mình chỉ mới hướng dẫn cho các bạn hiểu về gameplay, một số những cái tính năng cơ bản khi mà các bạn chơi những cái hành tinh miễn phí ha, và hướng dẫn cho bạn tham gia cái event để các bạn có thể là kiếm được những cái token ở trong cái game này một cách miễn phí. Và khi mà game này nó đã ra mắt chính thức rồi thì mình sẽ thực hiện một cái video khác để hướng dẫn cho các bạn không. Thời gian ra mắt chính thức thì vẫn chưa được công bố, tuy nhiên thì con game này về cơ bản là nó sẽ theo cái thể loại là các bạn sẽ đua top và các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng. Ở đây thì các bạn có thể check xem bảng xếp hạng nè. Ngay thời điểm mình làm video này thì chúng ta đã có thể là kiếm được những cái phần thưởng rồi. Thì cái chi tiết như thế nào đó, thì các bạn có thể là xem ở trong cái bài viết của mình hoặc là các bạn tham gia vào cái group Discord của cái game Epirun này. Tuy nhiên thì đối với những cái bạn mà rank cao, các bạn đánh trên rank thách đấu ha, thì các bạn thấy là họ đầu tư vào NFT, họ thuê hoặc là họ mua ha. Ở một số bạn thì các bạn thấy là có cái guild A8, thì cái guild này hình như là ở Việt Nam và cũng có rất là nhiều người họ chơi và họ được những cái NFT rất là xịn ở trong này để họ đánh lên ha. Rồi thì cái phần đầu tư NFT thì mình sẽ hẹn các bạn trong một cái video khác, mình sẽ giải thích chi tiết hơn về cái phần đó. Ở đây là cái phần thưởng mùa này để mà các bạn có thể xem ha. Ở đây các bạn thấy là nếu như các bạn vào cái rank từ 5.000 tới 10.000 thì các bạn đã có thể kiếm được tiền rồi. Việc chơi miễn phí thì để mà vào được cái rank 5 tới 10.000 thì nó không quá khó đâu. Các bạn đánh lên một chút nữa thì có thể là các bạn sẽ được ha. Còn trong video này thì mình chỉ hướng dẫn cho bạn đánh lên tới rank vàng 4 và tham gia cái event để mà các bạn có được 240 cái token IBRS của cái game này ha. Ok, thì trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn rất là đầy đủ thông tin rồi. Và mình sẽ tạm thời kết thúc cái video này đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.